Xin chào các bạn, mình tên là Lý Gia Hân, là liên đội trưởng liên đội trường tiểu học Cái Sách 1. Hôm nay mình cùng với các bạn trong liên đội sẽ thực hiện hành trình về thăm khu di tích tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Thiều Văn Giỏi. Và tại nơi đây chúng mình sẽ được thực hiện bài hát quốc ca để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để lấy độc lập tự do cho tổ quốc. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo chân chúng mình nhé. Bản thân là học sinh được nhà trường tổ chức đi thăm rất nhiều khu di tích, nhưng một trong những khu di tích để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em đó là khu di tích tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Thiều Văn Giỏi, người con của quê hương Ba Trinh, đất khuất kiên cường, từng tiêu diệt nhiều quân đội Mỹ ngụy, lập nhiều chiến công hiển hách, được công nhận là anh hùng lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam. Liệt sĩ Thiều Văn Giỏi sinh năm 1937 và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo trên mảnh đất quê hương Ba Trinh anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Từ những ngày đầu Nam Kỳ khởi nghĩa, gia đình đồng chí là cơ sở nuôi dấu cán bộ cách mạng qua hai thời kỳ kháng chiến. Từ đó, bản thân sớm đến với cách mạng và có ý chí nối tiếp sự nghiệp của cha anh và những bậc tiền nhân yêu nước, chống giặc ngoại xâm để giải phóng quê hương, đất nước. Liệt sĩ lập được rất nhiều thành tích trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc kháng chiến do địch phản kích phong trào cách mạng năm 1968, nhưng chỉ trong vòng 7 tháng, ông đã vận động được gần 2.000 giạ lúa, nhiều dụng cụ y tế và thuốc men, hàng chục thanh niên ưu tú từ vùng kềm về tham gia lực lượng vũ trang xã, huyện. Buổi sáng ngày 27 tháng 9 năm 1972, trên đường đi công tác về, chẳng may đồng chí lọt vào ổ phục kích của một trung đội bảo an thuộc đại đội 555 do tên Đại úy Trinh làm đại đội trưởng. Chỉ một mình mà đồng chí đã chống đỡ với một trung đội gần 20 phút chiến đấu anh dũng, kiên cường. Cuối cùng, đồng chí đã hy sinh, nhưng toàn bộ tài liệu bí mật và hai khẩu súng được bảo vệ an toàn, không rơi vào tay địch. Khi đồng đội từ phía sau lên chi viện, thì đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng. Tuy đồng chí Thiều Văn Giỏi đã vĩnh viễn ra đi, nhưng tên tuổi đồng chí vẫn gắn liền với từng chiến công trên mảnh đất quê hương Ba Trinh anh hùng. Hình ảnh của đồng chí luôn in đậm trong tâm trí của mỗi cán bộ chiến sĩ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà. Từ những thành tích trên, ngày 29 tháng 1 năm 1996, đồng chí Thiều Văn Giỏi đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để ghi nhớ công lao cống hiến của đồng chí Thiều Văn Giỏi và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để giải phóng quê hương, đồng thời cũng để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau, những thành quả hào hùng mà cha anh đã đổ biết bao xương máu để giành lại độc lập, tự do cho tổ quốc. Tháng 5 năm 2000, Ủy ban Nhân dân huyện Kế Sách đã đầu tư kinh phí trên 600 triệu đồng xây dựng tại khu tàn tích nền đồn Vạm Bân của Mỹ Ngụy một công trình nhà bia liệt sĩ, ghi danh, họ tên, địa chỉ của 573 anh hùng liệt sĩ của xã Ba Trinh và tượng đài lưu niệm đồng chí Thiều Văn Giỏi. Công trình được khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 2001.
cầm quân Việt Nam đi, trong lòng du quan bước chân dồn vác trên đường dọc biển xa. Tươi thơm hơn.